thôi đồ không có lên đó không. Bữa nay bên mình mới đi chơi lễ các bạn. Ở bên kia làm gì vậy ta? Xây cái gì nè? À. Nay mới đi chơi lễ. Đi đi Cần Giờ Cầu Còng. Đi 9 giờ mới đi các bạn, nhưng mà ô phà 4 chiếc chạy luôn nha. Phà Bình Khánh á, 4 chiếc chạy một lượt các bạn. Vẫn mà bị kẹt xe rất là nhiều. Xe rất là nhiều. Ngày mai nghỉ cho nó thông thả đưa mấy nhóc đi chơi. Sông này sông Xoài Rạp, sông rất là rộng đẹp sạch. Bốn chiếc phà chạy một lượt, 5 chiếc luôn, hình như 6 chiếc luôn các bạn. Tại ở ngoài là đang là 4 chiếc đang chạy nè. Đấy, chiếc mình đang đứng là 5 nè. Với một chiếc bên bờ bên kia nó là 6 nha. 6 chiếc chạy luôn á. Đố bên chứ mấy chiếc phà đang chạy. Con đố con có mấy chiếc phà đang chạy. 1, 2, 3. 7 chiếc phà đang chạy, 4 chiếc. Xe đẹp ghê. Rất là nhiều xe luôn.